và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung tình trường dày đặc của Quang Hải trước khi cưới hot girl Chu Thanh Huyền. Trước khi về chung một nhà với hot girl Chu Thanh Huyền, Quang Hải từng công khai hai mối tình và vướng nhiều tin đồn bên các bóng hồng khác. Mối tình năm 17 tuổi của Quang Hải và Nhật Lệ, sinh năm 1999, nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Cả hai công khai hẹn hò từ năm 2016, trước khi Quang Hải vụt sáng ở giải U23 châu Á. Quãng thời gian mặn nồng, bạn gái luôn sánh bước cùng nam cầu thủ trong các sự kiện quan trọng. Chuyện tình của họ được khán giả cập nhật sát sao, nhất là trong thời điểm tuyển bóng đá Việt Nam liên tục lập chiến công của các giải đấu tầm cỡ. Dấu hiệu cho thấy chuyện tình của họ rạn nứt khi hai người bỏ trạng thái đang hẹn hò, không còn tương tác qua lại trên mạng xã hội và chính thức chia đôi hai ngả. Sau thời gian dài im ắng, Nhật Lê đã tổ chức lễ đính hôn vào đầu năm 2022. Khoảng thời gian chuyện tình Quang Hải Nhật Lê chưa chính thức khép lại, một số khán giả phát hiện nam cầu thủ thường xuyên có hành động thả thính cô gái tên Thảo My trên mạng xã hội. Không ít người soi ra, Thảo My nhiều lần xuất hiện cùng địa điểm với Quang Hải và đưa ra bằng chứng cả hai có tình ý với nhau. Dưới bài đăng, nhiều người gọi Thảo My là bạn gái Quang Hải và thậm chí tắt tên Nhật Lê vào hình ảnh của cô gái này. Thảo My hơn Quang Hải 2 tuổi, làm kinh doanh spa. Tuy nhiên, tin đồn này chỉ làm rầm rộ một thời gian và nhanh chóng lắng xuống. Tin tình ái giữa Quang Hải và cô gái tên Huyền My nổ ra cũng trong thời điểm Nhật Lê vẫn được biết đến là bạn gái nam cầu thủ. Cuối năm 2019, nhiều tin đồn Quang Hải có quan hệ mập mờ với cô chủ tiệm nail Huyền My. Thậm chí, Huyền My không ngại lặn lội sang Thái Lan để cổ vũ cho Quang Hải và U23 Việt Nam. Cả hai không che giấu việc tương tác qua lại trên mạng xã hội và bị phát hiện đi Đà Lạt cùng nhau. Bức ảnh Huyền My tựa vào vai Quang Hải gây xôn xao thời điểm đó. Hai bên giữ im lặng về tin đồn yêu nhau. Sau quãng thời gian này, Quang Hải có động thái quay lại với Nhật Lê. Bạn gái tin đồn tiếp theo của Quang Hải là Nguyễn Thanh Thủy, sinh năm 1998, mẫu ảnh cao 1m52, từng nổi trên mạng từ năm 2017. Loạt bằng chứng hẹn hò giữa hai người được khán giả tung ra cho thấy Quang Hải, Thanh Thủy ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc sinh nhật quản lý thân thiết của cầu thủ. Cả hai theo dõi nhau trên mạng xã hội và thường xuyên tương tác, bị bắt gặp đi cùng nhau đến tiệm spa. Trước nhiều lời đồn đoán, Quang Hải lên tiếng như một cách phủ nhận. Tự nhiên bị đồn có nhiều bạn gái xứng thật, nhưng tôi đang tập trung cho bóng đá các anh chị ơi. Chia tay Nhật Lê chưa lâu, Quang Hải công khai mối tình thứ hai là Huỳnh Anh, sinh năm 1999, cô gái từng du học Singapore. Gia đình doanh nhân, sau một tháng công khai, nam cầu thủ bị hack trang cá nhân và lộ thông tin đời tư, bị tố nhắn tin với nhiều cô gái khác sau cùng. Giữa lùm xùm, Huỳnh Anh vẫn đến sân để cổ vũ bạn trai thi đấu. Đến tháng 11 năm 2020, Huỳnh Anh bị tố là người thứ ba, nhưng cô lên tiếng phủ nhận. Bất ngờ sau một thời gian, cô xóa bài đính chính và Quang Hải xác nhận đã chia tay Huỳnh Anh. Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền yêu nhau suốt 3 năm qua những phần lớn thời gian giữ bí mật. Hiện tại, hai người cũng chưa công khai mối quan hệ, cho dù thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện lớn, mới nhất là ở đám cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My. Năm 2021, Quang Hải vướng tin tình ái với Chu Thanh Huyền, sinh năm 2000. Suốt thời gian yêu, cả hai dự kín, không chia sẻ ảnh chụp chung lên mạng xã hội. Sau đó, Quang Hải được bắt gặp đi chơi cùng Chu Thanh Huyền, đưa bạn gái dự sự kiện đám cưới của Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng và không ngần ngại thể hiện sự thân mật. Sau 3 năm yêu, cả hai mới công khai mối quan hệ. Ngày 20 tháng 12, tiền vệ 26 tuổi cùng họ hàng đã có mặt tại nhà cô dâu Chu Thanh Huyền ở xã Kim Sơn, Sơn Tây làm lễ dạm ngõ. Sau đó, hai bên tổ chức lễ ăn hỏi vào Tết Dương lịch 1 tháng 1 năm 2024. Cô hiện kinh doanh mỹ phẩm online. Hàng ngày, Thanh Huyền đều đặt livestream bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội. Cô cũng thường xuyên đi nước ngoài để phát triển công việc. Như thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.